Thưa quý vị, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang trở thành xu hướng quan trọng trên thế giới. Và ở Việt Nam, việc thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không chỉ là một nhu cầu mà còn là một cơ hội để các doanh nghiệp phát triển kinh tế bền vững trong dài hạn. Qua 5 năm chuyển đổi số, doanh nghiệp này đã có những bước tiến vượt bậc, thành công 4 lần chuyển tầng công nghệ, giúp đơn vị từ một nhà máy sản xuất công nghiệp truyền thống tiền Internet, chuyên sản xuất bóng đèn và phích nước, trở thành nhà máy sản xuất điện tử quy mô công nghiệp trên những dây chuyền hiện đại. Để thực hiện bước chuyển mình thích ứng với thời đại mới, đơn vị đã thử nghiệm các đột phá chiến lược gồm chuyển từ chuyển đổi số sang chuyển đổi kép, số và xanh, đưa nhanh thành tựu 4.0 vào mọi mặt hoạt động, đồng thời kết hợp với xây dựng nguồn nhân lực, chuẩn bị mô hình tổ chức hoạt động mới. Công nghệ nền của Giảng Đông là công nghệ chiếu sáng. Với công nghệ số thì Giảng Đông đã phát triển hệ sinh thái sản phẩm 4.0 của Giảng Đông với 5 cái thuộc tính. Thứ nhất tức là thông minh hóa, thứ hai là cá thể hóa, thứ ba là nền tảng hóa và tạo dữ liệu, thứ tư là đồng sáng tạo và thứ năm là xanh hóa. Có cái hệ sinh thái rất là khép kín về phần rất là rộng, về phần thiết bị, và khi kết hợp được như vậy thì chúng ta sẽ có một cái nền tảng gọi là hoàn thiện của người Việt, hướng tới một cái bài toán là đồng bộ được từ phần cứng tới cả phần mềm. Chuyển đổi số là một yêu cầu tất yếu, khách quan nhưng cũng cần sự chủ động của doanh nghiệp chuyển đổi số đồng hành cùng với chuyển đổi xanh để đạt được mục tiêu bền vững.